Đâu là hai cái cuốn được thôi. Nói với mọi người biết một cái ca trường hợp rất là hy hữu. Ví dụ nhỏ mình, nhà em mình mới vừa cấp cứu vì làm cái cuốn ngực bị nổ trên máy bay. Thì bây giờ đó, cho mọi người biết nè. Mang cho mình hai cái này. Không, đó sao, là sao? Đây mình bây giờ có thể lấy ra ngoài được không? Dạ, đây để lấy. Bây giờ đi tìm cái người bác sĩ mà bác sĩ trốn rồi, phải đi cấp cứu gấp cái của em của đang bị nổ túi ngực ở trên máy bay. Còn bữa nay phải cấp cứu, không có cấp cứu là không được luôn vì nó nổ, nó chảy ra hết rồi nè. Giờ phải qua bệnh viện uy tín để mà làm cái ca cấp cứu thì mới được. Mấy tiếng rồi nè, mà mọi người coi cái túi ngực nó bị nổ, nó bị bể trên máy bay nè đó. Mà mấy bữa nay á là không kêu đi cấp cứu, kêu đi khám không chịu khám vì lo lắng là sợ tốn tiền, vì nữa là không muốn lấy ngực ra sợ xấu nữa đó. Bây giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất nè mọi người coi. Ủa sao nó là màu vàng ta? Đây là bác sĩ mới vừa cấp cứu từ sáng giờ đúng không? Dạ. Sáng anh bận không tới được. Cái này là cái còn nguyên thôi, cái này cái bên phải. Dạ đúng rồi, cái này là cái xương ấy. Nó bể hết rồi nè. Bắt lại đó rồi. Bây giờ đang nói bác sĩ thì mang Suri bước lên nói bác sĩ. Cái này làm đâu rồi, lại đây. Cái này không phải, cái này làm cái ngực này cách đây 7 năm, ông cơ sở bác sĩ tên là gì là Lê Phúc, bác sĩ Lê Phúc. Mà bây giờ ông này bác sĩ trốn, ông trốn nó mất tiêu rồi, ông trốn trách nhiệm luôn. Thì mấy bữa nay là định kiếm ổng là để coi cho ổng giải quyết cái ca này, nhưng mà cái cô này nói là mình kêu đi vào bệnh viện khám rồi mổ luôn đi, lấy ra đi chứ để nó nhiễm trùng cái ngực bên tay phải. Thì cứ sợ tốn tiền và nó anh sẽ lo cho em, chứ mình cứ sợ nó ngại vì nó tế nhị mà nó rất là kiểu có lòng tự trọng á, cho nên không có muốn làm phiền. Thì hôm nay mới đưa vào bệnh viện vì cấp cứu đau quá, thì vô thì bác sĩ Lợi đã cứu cái ca này. Nhưng mà bây giờ á, quên nữa, giờ có đặt túi khác lên được không? Đặt túi khác luôn anh Dương. Vậy hả? Chị may quá rồi. Bỏ vô luôn. Có bị nhiễm trùng không? Nhiễm trùng bác Lợi nói là vẫn bỏ túi vô được, nhưng mà cái túi cũ là bị bể nát hết trơn rồi. May mà giờ đặt cái túi mới vào bị áp xuống máy bay. Các người hỏi chị đã khỏe được chưa, đã đất bớt chưa nè. Em gắn thẻ chị vô, có người hỏi thăm sức khỏe của chị. Chia sẻ với mọi người làm ở những cái túi ngực như thế này là phải chọn cơ sở uy tín, mà nhiều khi bác sĩ người đó không phải là bác sĩ nữa, mà nghe nói ông này là ông Lê gì? Lê Phúc. Ông Lê Phúc này, ổng không phải là bác sĩ nữa, mà cách đây 7 năm cái cô này, cô dại dột, cô nghe lời bạn bè đến cái cơ sở đó làm. Và bây giờ bác sĩ trốn trách nhiệm là mấy ngày nay tắt máy, mình muốn tìm bác sĩ để bác sĩ lo cho cô em mình. Phải có trách nhiệm chứ không phải là không có tiền để mà đi chữa, mà vì mình muốn bác sĩ đó phải có trách nhiệm, mà hai ngày nay bác sĩ trốn đâu mất rồi. Cho nên là bây giờ xong cái vấn đề này á, thì sẽ đưa cái bác sĩ này ra ánh sáng. Chứ không thể nào mà để như vậy được, tự nhiên bây giờ đặt cho người ta túi ngực và để trọn đời bảo hành, mà bây giờ cái túi ngực nó bị bể như thế này là đó. Mọi người thấy là cái vấn đề này nó rất là nguy hiểm luôn. Không có tác động gì hết, chỉ là lên máy bay xong là máy bay nó áp suất quá nên càng nó tức, nó bể ra rồi nó chảy cái nước của nước treo phải không? Yeah. Treo nước biển. Cái này là về treo. Treo nhưng mà không biết vì cái túi này nó có vấn đề gì mà bây giờ là bị bể như vậy. Có giấy bảo hành trọn đời của cái túi nước biển luôn, cái túi treo luôn. Mọi người thấy cái ca này rất là hy hữu luôn á. Hồi đó giờ chưa bao giờ nghe là nổ túi ngực trên máy bay, mà cái hôm nay mình mới thấy được. Dạ. Yeah. Nổ mà nó chảy, nó làm tổn hại tinh thần rất là nhiều, mấy ngày vừa qua coi như là xuống tinh thần trầm trọng luôn. Anh lấy cái này nè, nó nhiều. Mày có chị? cái tô cái mâm gì không? Cái dĩa sạch không? Bây giờ cái túi ngực nó bị nhầu hết nè, mọi người cẩn thận nha. Chắc nghe nói chuyện không rung luôn á, nói chuyện mà rung người luôn á, thấy ghê quá.
nước nó ra. Trời ơi cái túi ngực gì mà nó bể như vậy ở trong trong cái ngực nè. Mà mai mà má sáng nay á phải hối thúc đi cấp cấp cứu chứ không thôi là chết, cứ uống thuốc giảm đau hoài không có được. Cứ chờ chờ bác sĩ đi tìm cái người bác sĩ để mà có trách nhiệm á. Cứ tìm bác sĩ đó hoài mà trời ơi ghê quá ha, nó bể luôn vậy cả vậy luôn hả Vi? Ôi em cũng chưa thấy đâu giảm. Trời ơi. Oh my god. Hèn gì nó chảy dịch trong người em, nó chảy khi mà siêu âm á, nó nói là cái dòng dịch đang chảy vòng 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 xung quanh ngực của em. Là cái này nó bể nát hết trơn rồi. Wow. Trời ơi gớm quá, chết rồi. Vậy mà em không cấp cứu hôm nay là chết luôn á, bởi vì cứ uống thuốc giảm đau hoài, lỡ mai mà nó nhiễm trùng ở trong đó thì hoại tử luôn cả cái vú luôn, cái ngực luôn. Cũng uống uống thuốc giảm đau 3 liều hết trơn, nó chết. Chịu qua được cái cơn đau. Bây giờ phải gọi bác sĩ đi hỏi tình trạng sao, bây giờ mình phải mọi người chia sẻ cái clip này để đi tìm ông bác sĩ tên là Lê Phúc mà Vi làm ở bệnh viện Phú Thọ cách đây 7 năm. 7 năm. Và cái ngực hôm nay nó vỡ ở trên máy bay. Phú Thọ là đâu ta? Ở trên quận 11 á chị. Trời ơi chưa bao giờ thấy mà cái vấn đề tình trạng mà nổ trên máy bay. Hồi đó giờ cứ nghĩ là mấy cái clip xà người ta giỡn thôi. Ai ngờ bây giờ là có thiệt luôn. Bây giờ bác sĩ nói sao, nói là mọi thứ không... Em chưa gặp được ai, em mới tỉnh dậy. Mấy tiếng rồi, gây mê mấy tiếng rồi? 2 tiếng rồi, 11 giờ đến giờ, giờ 3 tiếng rồi. Mấy giờ? Mới tỉnh đúng rồi. Gần 2 giờ. Mới vừa tỉnh thức thì. Có ăn uống gì được không? Chưa gì. Em mới vô phòng là thấy anh Du bước vô thăm em đó. Mới vừa thấy luôn, em với Du cùng thấy cùng lúc. Em chưa thấy nó nữa. Tại vì mới tỉnh mà. Nó có bảo hành trọn đời mà em. Nó có bảo hành trọn đời chứ. Nói là bảo hành trọn đời nhưng thực chất bây giờ nó bị bể rồi thì là bác sĩ không có trách nhiệm luôn á. Bác sĩ đã bỏ trốn mà, bác sĩ kêu là em tháo túi ngực ra đi thôi. Xong rồi sau đó ông không nghe mấy điện thoại nữa. Đâu giờ gọi là ông lên thêm một lần nữa không bắt máy được. Ông tịch số nào vậy? Bác sĩ Lê Phúc. Bác sĩ Lê Phúc, mọi người tìm dùm trên mạng cái bác sĩ Lê Phúc và thẩm mỹ, ông ở đường nào hồi xưa? Ổng ở đường Chu Văn An, 167 Chu Văn An. 167 Chu Văn An nha, mọi người tìm dùm cái. Để anh vô số của ổng. Nhưng mà mấy em gọi đến ổng không có nghe đâu. Bây giờ bác sĩ là không bắt máy luôn, từ mấy ngày nay rồi trốn trách nhiệm. Bây giờ anh lấy số khác anh gọi. Thôi khỏi. Có cho anh mượn số khác anh gọi cơ. Để anh tiếp. Tiếp. Xin 1 nha. Biết sim 1, sim nào đâu. Anh cứ bấm số rồi nhấn sim 1 thôi được. Có cho mọi người xem số điện thoại luôn không anh ha? Cho mọi người số điện thoại, mọi người tìm bác sĩ này giùm luôn nè. Nhờ mọi người tìm mình lúc. Sao xem số đây? Ở đây. Đây. 0972 999 6 5. Chu Văn An quận mấy? Ở Sài Gòn mình phải không ạ? Quận Bình Thạnh nha em, chứ không phải Hà Nội. Bình Thạnh. Tuy 7 năm là lâu nhưng mà em ơi, người ta đã bảo hành trọn đời và bác sĩ họ cũng vô trách nhiệm. Mà bây giờ không có cần phải là đền hay gì đó, chỉ cần bác sĩ có trách nhiệm dắt bệnh nhân đi chữa thôi. Lời quyết ơi, Chu Văn An Sài Gòn nha, ở bên Bình Thạnh á. Mọi người thấy ông gọi bác không bắt máy luôn, mấy ngày nay mấy số điện thoại luôn. Chỉ cần bác sĩ đó có trách nhiệm dắt bệnh nhân đi chữa hoặc là làm sao đó, phải có một cái lời giải thích rõ ràng chứ không có thể nào mà làm cho người ta trong phiếu bảo hành để trọn đời. Đây cái phiếu bảo hành có mang theo Vi. Ở dưới xe. Dưới xe rồi. Bảo hành trọn đời mà bây giờ mới có 7 năm thì bị bể. Dĩ nhiên tai nạn mình không mong muốn, không ai mong muốn điều này hết á.
Nhưng mà bác sĩ phải có trách nhiệm, đúng không chị? Có trách nhiệm với bạn nhân, bệnh nhân chứ. Để coi tình trạng như thế nào bây giờ. Bữa nay là cái cô này á, là mình phải kêu cô thôi thúc cậu đi cấp cứu, chứ không thôi là cậu chịu đựng đau nữa. Là bởi vì cô sợ tốn tiền. Anh vô tiền bạc cái gì, sức khỏe mới quan trọng chứ, tiền bạc cái gì. Cô có làm bệnh viện đó chưa? Hả? Có làm bệnh viện đó chưa? Bệnh viện nó không có đến luôn. Chị biết sao không? Bác sĩ chỉ mướn bệnh viện thôi. À, mình không được phép đến bệnh viện. Bác sĩ là đến bệnh viện đó. Nó có tờ giấy bảo hành mình tại đó mình trình chứ. Trình một tờ giấy bảo hành là đến không. Cái chỗ mà bán cái này nè, đi tìm rồi. Đến cái chỗ mà bán cái túi ngực này bác sĩ mua thì bên đó đó là bác sĩ phải xuất hóa đơn thì mới biết được. Mới biết được cái ca này có phải đúng là mua ở đây không? Đây có một cái giấy bảo hành. Không. Có giấy bảo hành chị. Đó, có hết. Quá ghê trời, giống như là xương sáo vậy, xương... giống như xương xa vậy đó ghê. Nhưng mà tại sao nó lại chuyển đổi thành màu vàng, cái này là màu trắng mà. Chắc có thể là có thể nó ra màu, nó ra không khí nó được đổi màu. Hay là do một cái đời trước đời cũ hay. Mà chị có đến bệnh viện đó chưa, có người hỏi. Cái bệnh viện đó là chị chỉ biết bác sĩ thôi. Mình phải có bác sĩ, chắc mình phải có bác sĩ mình mới tới được. Chứ mình đâu dám tới khơi khơi được, người ta đâu có tiếp mình đâu. Người ta đâu biết mình như thế nào đâu. Trời ơi, mẹ không lấy ra cái này hoại tử là chết. Ghê mất. Đây nó giống như xương xáo luôn, bây giờ mới nhìn thấy nó. Nó chạy dịch xung quanh người mình luôn. Đúng hả rồi, chị? Bác sĩ nói xung quanh người chị không? Rồi đến trễ là nó sẽ lan hết cái vùng ngực của mình. Kiếm kiếm gọi bắt lợi ra, bắt lợi đang làm hay sao ta? Đi đang bắt lợi. Hay hủ lắm như vậy. Mà em bị bể cái máy bay chị, em bị chuyển về á. Là trước khi lên là không bị gì. Đi quên. Đi quên. Chưa có anh dẫn ta. Đi quay. Mọi người đi theo anh Du hà. Đóng cửa hoan đi em. Khách cần gì kia, đi xa nó thì hồi nãy có ai ở trong phòng mổ với chị Vi không? Mấy cô này chỉ làm bên hồ sơ. Em chăm sóc sau khi mổ thôi, tụi em chăm ca mổ. Giờ bác Lợi với lại làm mổ tiếp hay sao? Đến gặp nhà bác Lợi chia sẻ một xíu. Để biết là những cái cơ sở, những cái cơ sở tầm bậy tầm bạ là những cái người mà người ta định đi, người ta chọn những cái nơi. Liên hệ Bắc Lợi dùng đó. Mình cũng muốn chia sẻ đến cho mọi người biết để mọi người đừng đi những bệnh viện tầm bậy tầm bạ. Những cái bác sĩ tầm bậy tầm bạ không có giấy phép gì họ làm để cho bệnh nhân bị như vậy. Bút like cho mọi người biết luôn. Chị đang ở bên viện mới vừa ra được khoảng 10 phút. Suri ở đây sáng giờ mấy tiếng luôn hả? Đi từ sáng sớm luôn. Đi từ 8 giờ thôi. Vậy hả? Từ đi đến 8 giờ. Cảm ơn hiệp nha cưng. Cũng ổn, cảm ơn cưng nha. Rồi. Cái quan trọng bây giờ làm sao cái video này để cho mọi cho tìm ra ông bác sĩ mới được. Chứ vấn đề bệnh nhân ở đây hiện tại bây giờ cũng khỏe rồi. Đại khái là nhờ bác sĩ bên Nghiệp Lợi đã cứu giúp thì cũng đỡ. Tìm máu cái quan trọng là biết sao tự nhiên bây giờ là phải tốn một số tiền rất là lớn luôn á. Số tiền để mà đạo ra, lấy ra. Ông nói với em á, rất là vô tâm. Anh đi về quê rồi em ơi. Cái này, ủa anh ơi, cách đây 2-3 tháng em giới thiệu người qua Lào, anh vẫn nhận bệnh mà sao giờ anh về quê. Anh về quê anh dưỡng bệnh, anh bị ung thư rồi. Bây trời giờ anh thư không luôn. Làm nghề nữa. Bỏ nghề luôn á, có nghĩa là từ chối cách thẳng thừng. Rồi xong ổng thuốc máy luôn chị. Cái này là không mấy là bệnh lên vậy lên vậy mà. Sở y tế đang xong rồi cẩm này lên sở y tế nè. Để mà nhờ sở y tế can thiệp và tìm ra bác sĩ. Ví dụ như là cái này là phải có vô. Một ổng phải đền, một ổng phải đền tiền cho người ta. Hai, ổng là phải có một cái lời này. Gọi là lời giải thích gì phải có rõ ràng vậy chứ. Ví dụ như là ổng phải có tâm là ổng em sao rồi bây giờ anh không làm nữa nhưng mà anh gửi em qua bạn anh để khám cho em, không một lời nào luôn chị, cúp máy luôn.
Bác sĩ quá phụ tâm. Mình đang ở bệnh viện quận, bác sĩ Hiệp Lợi ở bên quận 8 á nha em. Kim Hồ. Có Giang Triệu Minh gửi lời hỏi thăm chị. Lâm Triệu Minh. À, Lâm Triệu Minh, em xin lỗi. Mà chị ấy có chính quyền can thiệp rồi, vụ này nó có rồi đó. Dạ. Nhưng mà nãy không, em đâu biết ở trong có mũ cái này nọ, sao tại sao lớp đặt lại ta? Tại vì hồi nãy sưng đau vậy. Hồi nãy em có nói chuyện với bác Long và bác Hiệp Lợi. Ừ. Thì nếu mà mở ra mà nếu mà viêm nhiễm là bác sẽ không đặt lại và sẽ khâu lại. Ừ. Trở lại trạng thái bình thường. Thì em nói là dạ, em chỉ mong trời Phật cứu em thôi chứ em không biết ai cứu em nữa. Ừ. Thì khi em tỉnh dậy thì em vẫn thấy cái ngực em nhô lớn, thì em hỏi cô trợ lý thì có đặt lại không chị, cái đó có em. Ừ. Có đặt lại mà nãy giờ em chưa gặp bác sĩ. Ừ. Cái đó trời ơi, cũng may cho em rồi, trời muốn khóc luôn á. Vô. Ừ. Nó trời ơi đặt lại hả, có nghĩa là em không bị gì hả. Cái này là cái chuyện xuống dưới đây là Suri đưa cho các em vật phẩm nè, em chưa coi nên là anh vô là em coi đầu tiên luôn á, giống như sinh xa. Có nghĩa là khi mà em siêu âm ở bệnh viện Gia Định và bệnh viện phụ sản quốc tế là thấy dịch chảy xung quanh ngực của em, mà không biết, các bác sĩ đều không biết dịch đó là dịch cơ thể của em bị thương hay là dịch của treo bể ra, nên người ta nghĩ em là bị viêm nhiễm rồi. Rất là nhiều người không dám nhận ca này. Dạ. Người ta nói là nếu mà lấy là lấy la ruông chứ không có đặt vô lại được nữa. Nhưng mà em là ca sĩ năm năm làm nghề mà lấy la ruông em đâu có chịu. Thì cuối cùng là bên bác Hiệp Lợi lấy ra và cuối cùng là cái ngực em không viêm nhiễm mà chỉ là túi bể nát thôi. Bể nát cái kia lên. Cái này mới bể là làm kịp thời. Dạ được 6 ngày rồi đấy chị. 6 ngày. À anh Du ơi, có nhiều người đang hiểu lầm là bác sĩ Hiệp Lợi là cái người... Anh nói vài lời về bác sĩ Hiệp Lợi cho mọi người cùng biết. Đây là cái bác sĩ Hiệp Lợi là một người đã gọi là ra tay cứu giúp cho chị. À. Vi. Đúng anh mà Du nói lại cho mọi người đỡ hiểu lầm anh Du ạ. À, bác sĩ Hiệp Lợi là cái nơi mà mình đáng tin cậy để mình đưa Vi tới để mà làm cái ca này giống như là cứu lại thôi. Chứ mà cái người mà đặt cái túi ngực cách đây 7 năm là một bác sĩ khác. Và bác sĩ đó là tên Lê Phúc. Bác sĩ Lê Phúc thuê một cái bệnh viện gọi là bệnh viện Phú Thọ. Và cái bệnh viện đó thì mình muốn đến thì phải có bác sĩ Lê Phúc, mà bác sĩ Lê Phúc bây giờ trốn rồi. Ba ngày nay liên lạc, gọi điện tắt máy, rồi tự trốn trách nhiệm nói là về quê và bị bệnh ung thư gì nữa. Còn nói chung là gì, muốn trốn trách nhiệm thì muốn nói sao cũng được hết. Thì bây giờ là chỉ còn cách là đưa Vi đến bệnh viện và cấp cứu và coi như là lấy ra thôi, chứ Vi nó đau. Nếu mà nó càng lúc nó càng chảy ra cái trong cái cơ thể nó rất là khó đó. Chứ bác sĩ là chỉ là người coi như là đã cứu giúp thôi. Tại đây là bệnh viện rất uy tín. Đúng ạ. À. Là em bị nổ trên máy bay luôn đó chị. Tại vì khi mà em vừa từ sân bay em về thẳng nhà luôn, em không ghé địa điểm nào hết, là cái ngực em nó sưng phồng lên rồi. Dạ. Có nghĩa là cái túi ngực này nó không có chịu được áp suất của máy bay và nó bị bùng ở trên máy bay luôn. Một trường hợp của em rất là hy hữu luôn. Đúng rồi, này là mới nghe lần đầu. Dạ dạ, trường hợp hy hữu của em mà không có ai cái trường hợp này luôn, mà nó làm tổn hại tinh thần của em rất là nhiều. Có nghĩa là những ngày vừa qua em bị lo lắng và bị sợ chứ, sợ lắm. Rồi đến nước trần. Bỏ nước qua. Bây giờ có ăn nhiều không? Em không chưa ăn gì. Để nhưng mà hình như phải hỏi bác sĩ lại. Để hỏi. Hỏi có hả? Ở đây bệnh viện mình có cho ăn uống để dạ. Ăn theo chế độ. Nhưng mà cái chuyện nước đó là nó có chất đạm trong đó luôn, bởi vậy em không có đói gì hết. May mà hối thúc kịp thời để mà đi cứu, chứ thôi là nay mai gì hoại tử là mệt lắm luôn đó. Anh Du là người hối thúc em và anh Du cũng là người cho mượn tiền luôn đó. Thôi mượn cái gì mà mượn. Cái đây là túi ngực mới cho mọi người. Còn đây là túi ngực cũ cho mọi người cùng xem cho nó rõ ràng đó là có cái chất dịch. Ủa?
À xin lỗi mọi người, cái này là bên trái không bị gì. Đó là như vậy, còn này là bên phải nó đã bị nổ ra và nó cái dịch vậy luôn đó. Cái dịch nó tự nó chuyển thành màu vàng như vậy nè. Đó. Và nó rất là nhầy. Nó gieo nè, thấy không mọi người, nó dính nè. Trời ơi. Em mình quà kỹ quá vậy Sơn. Minh quà quá. Cho mọi người thấy, mọi người rất là cảnh muốn xem cái túi người. Phải cảnh giác nha. Đừng bao giờ mà mọi người làm ở cái bệnh viện mà bác sĩ không có uy tín là chết luôn á. Sau này họ trốn trách nhiệm khi mà có chuyện gì xảy ra đó. Bây giờ làm sao tìm bác sĩ Lê Phúc giùm cái mọi người ơi, trời ơi. Không trốn đâu rồi, không ai đủ sức đi tìm hết á. Bác sĩ Lê Phúc thì gọi điện thoại nói là đã về quê và cũng từ chối, nói là bỏ nghề rồi, bây giờ bị ung thư rồi, bỏ nghề rồi. Nhưng mà 2 tháng trước thì chị Ivy cũng có bạn đến và bác sĩ cũng làm như bình thường. Cái quan trọng bây giờ chỉ tìm bác sĩ thôi mà. Ổng ra, ổng có một cái lời xin lỗi hoặc là cái gì đó. Chứ làm cái kiểu này mất lòng tin của mọi người làm thẩm mỹ á. Đúng rồi. Thật ra mấy người ta làm thẩm mỹ ta phải sợ. Nhưng mà cái ca này là 7 năm trước. Mọi người nên nhớ là 7 năm trước Vi đã làm và có cái phiếu bảo hành trọn đời. Đó thì mới tin nghe như vậy. Cái cô này cô làm rồi, lúc đó cô cũng mới bắt đầu biết thẩm mỹ đây. Cô cũng kiểu là mắt nhắn mắt mở đi làm vậy cho nó đẹp vậy thôi, chứ không biết là hậu quả như bây giờ nó xảy ra như vậy luôn. Bây giờ chỉ chờ bác sĩ thôi. Thôi thì tắt live stream thì để mọi người biết vậy được rồi nha. Để biết cẩn trọng nha mọi người.